Hello, xin chào các bạn. Đây là quang cảnh sau khi mình mới vừa tưới bông xong đó các bạn ơi. Đây, ướt rượt hết. Ở trên này là cái vàng hoa lan. Ở dưới là mình để bông trang. Cái này giống như vườn ao chuồng vậy đó các bạn. Như mình để bông lan ở trên cây mình khi mà mình tưới nước hoa lan á thì nước sẽ rơi xuống các chậu bông trang này là thuận cả đôi đường. Còn bên đây thì hoàn toàn là các cây bông trang. Ở phía vàng trên này mình cũng đặt mấy cái cây tre, cây trúc để treo bông lan. Đó, nguyên một vàng bông lan ở trên, còn mình tưới nước thì nó rơi xuống mấy cây bông trang. Ở đây thì mình để đủ loại bông hết các bạn, nhưng mà cũng có theo nhóm, như cái nhóm này là trang màu tím sen, nhóm bên đây mấy anh này màu cam, màu cà rốt, màu hay là còn gọi là màu ngói. Phía bên đó là mấy cái anh màu vàng lá lớn. Còn cái nhóm bên đây là những cây trang vàng một cốt 4 tấc. Xa xa bên kia thì mấy cây trang thái đỏ. Mình được cây trang lá lớn màu vàng. Thực ra nó là màu vàng nha các bạn, mà tại mình nhìn á thì có người thì gọi nó là màu cam, thì vàng hơi ngã ngã màu cam á, chứ thực ra lá lớn này nó có một loại màu đó, chứ không có màu cam màu vàng riêng. Như cái anh này là cây trang lá trung màu vàng Pháp. Còn anh kế bên này là cây trang lá trung màu trắng. Màu trắng này ở giữa có xen xen mấy cái cánh nhỏ nhỏ xíu, nhỏ xíu mà màu hơi vàng vàng đỏ đỏ hay sao. Đây, cái bông màu vàng với cái bông màu trắng lá trung để gần nhau. Màu vàng này có người gọi là vàng chanh nha các bạn. Vàng chanh nè. Còn phía bên đây vàng nó hơi ngã màu cam là khác nữa. Thì mình gọi là màu cam hoặc là vàng cam cũng được. Cái này màu trắng cao 5 tấc một gốc. Dạng tháp. Cái màu trắng này dạng tháp. Đó, còn cái nhánh này Mỹ Hồng. Mỹ Hồng anh này anh đang rộ bông. Còn rốc này á, thì mình để mấy cây trang trái tim. Trang trái tim nè mấy bạn. Để một nhóm này cho các bạn dễ xem nha. Trang trái tim nè, lá trái tim rõ ràng luôn. Trang trái tim á, thì cái bông nó cũng giống trang thái mình cánh nè, mà có điều khác là cái lá trái tim, lá hình trái tim. Bên đây thì màu đỏ lá trung, màu đỏ lá trung thì cái cánh tròn, còn ở trang thái mình thì cánh dài dài. Còn cái cây này là cây màu đỏ lá xoắn nha các bạn, đỏ lá xoắn. Này đỏ lá trái tim. Đó, phía trong đó lá trung màu trắng với màu vàng là nhiều.
Còn cái lô này là màu cam. Các bạn xem màu cam, màu cốt. Một hàng màu cam. Nói chung mình để nó cũng hơi lộn xộn, cho nên khi khách đặt mua thì mình sẽ lựa ra nữa. Cái anh này lá kim nè mấy bạn, hay gọi là chân kim, chân lá hẹ. Thì cái lá ảnh nhỏ hơn, giống cái cọng hẹ, cho nên gọi là trang lá hẹ. Cái bông nở ra thì có chút xíu hả mấy bạn, dạng như nhỏ nhỏ nhỏ, cho nên gọi là trang kim. Nếu như mà mình gỡ cái bông á, thì là trang kim, còn cái lá thì trang lá hẹ. Cái này Mỹ Hồng, Mỹ Hồng đang búp. Đây còn cái lô bên đây của mình là mấy cây trang màu hồng cánh sen, hay là màu tím sen, một cốt cao 4,5 tấc. Tím sen cao 4,5 tấc. Một cốt nhìn rất là rõ đây. Mình xem một cốt. Một tím sen. Mình còn hai cây hồng phấn một cốt bự. Cái thân bằng lớn hơn ngón tay cái. Ồ, bằng ngón chân cái luôn á. Còn bên đây là cái lô bông trang sen của mình nha các bạn. Bên này có cái bông trổ bông. Phía bên đây là mấy cây màu tím sen nhỏ. Xa xa kia là cái bông Mỹ Hồng nở to đùng luôn đó bạn. Để mình chạm vô cho nó rõ, cho cái màn hình rõ. Mấy anh này màu đỏ, trang thái đỏ. Bạn thấy cái bông màu cam, nuôi xuống màu cam cho mấy bạn xem. Đây, trang này màu cam. Màu cam một cốt. Đây, cái bông này màu cà rốt nè. Khi nở xòe bung ra cái nó lợt dần. Cái này thì còn đậm. Một cam với màu đỏ lá trung.
bông màu tím sen. Lá chung màu vàng, thấy thương. Màu trắng. Còn cây này là lá hẹ nhỏ này có bông. Ý mình còn một cây vàng nghệ đây. Cái này cây vàng nghệ nè, một cốt cũng khá lớn à. Cây này cây đô la. Cây này cây lưỡi người, cây thuốc. Lá hẹ này một cốt lớn.